nhẹ thôi, không cần đóng mạnh đâu. Như này là phải âm. Không, chuông phải vậy chứ, chuông mà âm. Còn nâu đây nhà gần đường nhá, đây. Ra thì chết. Gõ vừa tới đừng, cái này chưa đủ lực đâu, nhưng mình gõ để nghe đủ nghe thôi, nó hay hơn. Gõ lại cái đó nhẹ nhàng này, không cần mạnh. Thấy không? Không cần mạnh. Còn cái này sau này là phải có cái giá treo kia cầm, chứ một ông bê cái này để ốm người mỗi lần đánh đình chuông ốm. Có giá treo.
các cái trống đồng, đây là lư hương. Ủa, nặng thế. Đây, đây là khuôn à chị ơi. Đây khuôn à. Dạ. Không, nhưng mà hạc đây, đây là khuôn để mình đúc cái khuôn ngoài đúng không? Nhưng mà cái này không phải là đồng. Dạ. Sao đồng nó lại màu này? Là mình sơn vào. Mới làm màu vàng à? À, tức là mài xong mình sơn lót đây đúng không? Lót xong mình sơn màu vàng đấy à? À, sao không để màu nguyên đồng gốc của nó?
Cái này nặng này, nặng hơn cái của mình. Không, cái lư hương ạ, cái đốt trầm. Cái này mà đúc được thì đúng là khéo tay thật. Xuống này, từng cái chi tiết bên trong này mà cũng làm được rồi. Chuông một cột chắc phải có cái đế để cắm vào. À đây, cái đế đây này, đế như thế này. Cái này mà làm kiểu là cải biên thành cái đốt trầm trong này cũng được chú nhỉ? Cắt tút, đúng cắt tút thật. Nó mà vàng. Mài bóng lên. Cái này chắc sơn vào này. À, cái này đúng ca tút. Đàn 57. 37. 37. 37. Trầm nặng rồi. Nặng rồi. Để những cái trầm đấy đúng không? Vâng. Cái này có phải hợp lý. Nó phải mua cái này.
Tân Quốc. Gõ gõ thử xem nhé chú nhé. Xem kêu. Khả năng đồng đỏ nó sẽ kêu hơn. Đây đồng vàng. Đây đồng vàng. Rổ đúng không? Vàng. Kinh họ đúc kinh, đúc bằng nhạc đánh bằng cái chày kìa. Ờ, cái này trong chùa to có một hệ thống. Đây là chữ quốc ngữ. Có chữ lúc chưa thì sư phản. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ấy xá lợi từ sắc bất dị không không bất dị sắc. Cái này là phiên âm tiếng Việt mới dễ đọc này chứ chú nhỉ. Chứ nếu mà tiếng Phạn thì chắc là hơi khó đấy đúng không? Vâng. Mahabhat Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành Thâm Mắt Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lợi Tử Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thị Không Không Tức Thị Sắc Tho Tưởng Hành Thức Diệp phục như thị xá lợi tử thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất cấu bất tị bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý vô sắc thỉnh hương vị xúc pháp vô nhãn giới, nãi trí vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận. Nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô sắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đọa y bát nhã ba la mật. Đa cố tâm vô quái ngại. Vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tương cứu cánh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề cố chi bát nhã ba la mật đa thị đại thần chú thị đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhất thiết khổ chư thiệt bất hư cố thiết bát nhã ba la mật đa chú tức thiết chú viết yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát và ha. Vừa rồi đấy là cái chùa Pháp Quang Viện chủ Thích Minh Pháp. Vừa rồi là cái bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh.
xem nào. Cái chuông này nặng hơn 1 tấn. Nó cao khoảng là gần 2 mét nhỉ. Cái chuông này phải cao 1m8 à. 2 mét đấy. 2 mét. Riêng cái phần chuông đến cái phần phần quai ở trên là phải 2 mét rồi. Còn tổng cả cả cái khung khung gỗ này nó phải vào tầm 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi. Chảy vào đây. Chảy đâu? Đây, cái rủi chuông ở kia để thử chuông cho nghe tiếng chuông luôn. Nhẹ thôi, không cần đóng mạnh đâu. Chuông cũng phải vậy chứ, chuông mà âm còn nâu đây nhà gần đường nhá, đây ra thì chết. Gõ vừa tới đừng cái này chưa đủ lực đâu, nhưng mình gõ để nghe đủ nghe thôi, nữa hay hơn. Gõ lại cái đó nhẹ nhàng không cần mạnh. Không cần mạnh. Còn cái này sau này là phải có cái giá treo kia cầm chứ, cái ông bê cái này để ốm người mỗi lần đánh đỉnh chuông ốm. Có giá treo. Cứ để ngoài được em ơi. Cái này còn nên làm mà đúng được nó lên đây. Bọn cháu dùng ba lăng xích chứ, cẩu chứ. Ba lăng xích chứ. Đấy, con kêu còn lâu mới hết. Rồi, tròn thanh, tiếng, rất tròn tiếng. Rất hay. Nên đồng đấy là đồng gì đấy? Đồng đỏ nó đứng rút. Đấy, bắt kêu từ đấy thừa hết không? Hết. Cái tu vít em gõ thì nó bị rè. À không, gõ kim loại làm sao nó chưa rè. Không, cái tu vít cái cán cao su này nó không đủ lực. Đấy, còn nâu, con gân còn khá khá dài. Em để dưới này, em gân dùm không? Em để hai cái chuông này, bên chuông về kia thì như thế này thôi. Bên chuông như thế này thôi. Cái này là mình bài trí nội dung như thế nào thôi. Vẫn còn này. Chưa khi chạm tay vào để hết. Chắc phải tìm cái hoa văn thời nhà Mạc để mình cho vào đây xuống. Có cái đường không? Có cái địa trường nó có vật à. Hai cái này mình rút lỗi trên. Các kiểm tra còn con rồng nhà Mạc thế nào thì cho vào đây. Nó cho xem. Bây giờ đây cháu làm, không làm rồng, cháu làm 4 con, 5 lần vi phượng. 4 con tí linh thôi. Ừ. Chứ không có 1 con, đây là nó không ai bắt bẻ được. Ờ, 4 con đi, 4 con. 5 lần vi phượng hết. Đấy, bốn mặt là bốn con đấy chứ. Đấy, đấy, chắc là một con đấy. Đấy, chứ, bốn con đấy. Đấy, bốn con đấy. Gần. Có hai cái cần quan tâm, một là âm thanh, hai là hình thức. Đó, cái này có âm thanh hay mà mình vừa chung hình thức không được, hoặc cái lệch không ổn. Thứ hai là âm thanh tốt, à, hình thức đẹp và âm thanh không được. Đây là cái Phật chùa ở Mần Trận, lúc đổi cái bảo vật của nhà Mạc ở đây, người ta biết à cái này là thời Lào, đời Lào. Đúng rồi. Sau này có thất lạc đi đâu rồi ta biết là ở đâu. Ừ. Thứ hai đấy là đây có ngày đúc năm đúc người cũng biết. Ừ. Đấy. Còn ông Phùng cái ông cái... viết thế có cái đấy có. Một mặt chữ Hán, một mặt của cung đức, tên cung đức, một mặt kia về cung soạn. Đấy, thế là một thoải mái. Cung soạn thì có thể thêm cái này. Đấy, này. Thêm cái đấy đó, làm khoảng. Cái chữ này nếu mà đánh mặt tròn thì có nó giống đúc hơn là ấy. Cái này đang mình đang mài nó hơi sắc cạnh đi đúng không? Không tròn được. Không bé, không đưa mua máy chứ làm gì có. Đây là ví dụ như những cái vân này này, cái cạnh nó tròn này, đúng không? Không, thế thì chữ nó lại không, nó lại lên nó bé quá. Nó nét nó mất. Nếu để Bombay như này ấy, thì nét nó sẽ rất là nhỏ. Vâng. Chữ Hán bắt buộc nó phải gần như bọn anh viết là chữ Nho người ta viết hai nét.
Chứ ông đồ bao giờ nó phải nó to, to bản, nó không như chữ viết mình. Viết mình là một nét mứt thôi. Vâng. Chữ đo nó viết mứt một chổi nên nó đường nét nó sẽ to. Thằng này nó không lúc ra nó bằng này không? To nó sẽ bằng cái này. To hơn tí đấy. To đấy, cái chữ này nó gần bằng cái chữ này rồi, chữ này bé hơn. Nhưng mà nó cũng phải bằng 4/5 cái chữ này rồi. Đây này. Đây là nguyên bản chữ cho sẽ làm nó cũng nó gần bằng à đây. Này. Nó bằng 2/3 rồi. Thế mà cho nhỏ hơn một chút rồi cho nó rồi. Không nhỏ hơn không làm được. Không làm. Thôi không quan trọng. Nhỏ hay không quan trọng, mình phải bố trí trong một ô này làm sao nó hài hợp lý. Đọc nẹp được. Đọc được. Chứ mà nhỏ quá là khó làm đấy, nhưng mà nhỏ quá không dễ làm đâu. Cháu bị sợ nhỏ quá không làm được đấy, chứ còn cứ là phòng trong này là trong ô sẽ bộ ở trong 4 ô này sẽ làm một ô chữ Việt, ô chữ Hán, còn 2 ô kia là kiểu bảo vật mới lại tên người Trung Đức, tên người soạn là đình luôn đúng. Còn tên miếu là 4 chữ kia rồi, 4 la đề rồi. Ông của mình thì có thể ra đôi con lên, những điều cho dòng như bạn ăn được. Như thế này đây thì đã về đẩy nồi như thế này. Thế nghe là nó vẫn. Dạ, cái này nó khoảng gần 40 cân không ạ? Cái này 40 cân nó 30-40 cân thôi, bạn này khoảng 40 cân. Cái này cao bao nhiêu? Cao khoảng 80. Vâng, cả bù lao. Và của mình là 1m35 ạ? À? Của mình 1m đến đây. 1m35 đến hết cái này. Đường kính điện là 74-75 phân. Tức là quả chuông đến đây rồi. Còn lên nữa ấy. 1m mà. 1m đến đây, xong rồi 35 phân là cái này, cù lao. Đường kính 75 là đến đây. Đây đến đây. Không cái này chắc chắn là vấn đề gì nhiều lắm. Nó cân đối rồi đấy. Nó phải cân đối với chúa. Nó cân đối. Chứ bây giờ kéo ra nó dài, nó gầy thì nó gầy. Đấy trong năm ta nó tỷ lệ vài đấy. Tỷ lệ sẽ làm cái quả này. 75 là dính theo cái vành dưới này anh. Thế thì ở dưới là nó chỉ khoảng 50. Thế cái thân trong là nó chỉ khoảng 50 thôi. Vì cái vành này là 75 mà thì mỗi bên là 7/5 rồi. Thì cái vành cái thân chuông này là đường kính khoảng 50. Không lòng. Bao giờ lắp điện để bảo chúng nó lắp điện.